Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ làm một video về bản làng của tôi. Đấy, đây là ngôi nhà của tôi đây nhá. Đấy, hôm nay được nghỉ Tết dương lịch, do vậy tôi có cơ hội được về thăm bố mẹ. Hôm nay tôi sẽ làm một video về bản làng mình để cho mọi người biết về quê hương của tôi cũng như là tiểu sử của tôi nhé các bạn nhé. Với video này thì tôi cũng rất là mong được quý vị và các bạn ủng hộ tôi bằng cách là chia sẻ thật nhiều để video này có thể đến được những người con xa quê như tôi ở đây. Đấy, bởi vì tôi biết là ở làng tôi thì có rất nhiều người đi làm ăn xa cũng như là lập nghiệp ở khắp mọi miền Tổ quốc. Vì vậy video này tôi rất là mong các bạn hãy chia sẻ để cho những người con ở bản làng này được biết đến nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem toàn cảnh, góc nhìn từ trên cao về bản làng của tôi nhé. Đấy, bản làng tôi thực sự là cũng rất là đẹp đấy các bạn ạ.